Chào các em, sau khi chúng ta đã học lý thuyết về peptide và protein thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập từ lý thuyết đến một số bài tập tính toán để chúng ta khắc sâu kiến thức và rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập về phần peptide và protein. Đầu tiên số 1 là một số câu lý thuyết trọng tâm. Vậy thì những cái câu này nó sẽ ở mức độ biết và hiểu thôi, tức là chúng ta đọc mà học bài xong chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức đó để và đánh những cái câu trắc nghiệm như thế này. Thì câu số 1 chúng ta thấy nè, đề hỏi chúng ta là số gốc alpha amino acid trong phân tử tripeptide mạch thở là. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái tiếp đầu ngữ là chữ tri, có nghĩa là 3, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được chỗ này sẽ là 3 gốc alpha amino acid, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta dễ dàng đánh được đáp án, đó là câu C. Vậy thì ở đây chúng ta cô có cái lưu ý sẵn, và cái này cũng đã nói trong bài học, nếu peptide của chúng ta tạo thành từ N gốc alpha amino acid thì số liên kết peptide sẽ là N-1 ha. Rồi, câu số 2, thuốc thử dùng để nhận biết gliala-gli và gliala. Vậy chúng ta thấy nè, gliala-gli chỗ này là tripeptide, còn gliala chỗ này là dipeptide. Vậy thì để nhận biết tripeptide và dipeptide, chúng ta có một cái phản ứng đặc trưng của peptide và protein, đó chính là phản màu Biré, được chưa? Phản màu Biré thì sẽ khi peptide và protein sẽ khi gặp CO2 lần thì sẽ tạo ra phức chất màu tím trừ cái anh đi peptide. Như vậy thì dựa vào cái phản màu Biré chúng ta sẽ phân biệt được tripeptide và dipeptide. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn đáp án đó là câu D, COOH 2 lần trong môi trường kiềm. Câu số 3, dipeptide X có công thức như sau. Người ta hỏi mình tên gọi của X. Như vậy muốn gọi tên của peptide thì chúng ta sẽ xem tên của các amino acid tạo thành từ cái, xin lỗi, chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ đi từ cái tên gọi của các amino acid trong cái peptide đó. Như vậy đầu tiên chúng ta thấy đây liên kết CONH, vậy chỗ này là cái chỗ nối giữa hai gốc alpha amino acid. Như vậy đầu tiên chúng ta thấy đây là công thức của glycine, được chưa? Thứ hai chúng ta thấy nhận ra đây là công thức của alanine. Vậy thì tên gọi mình sẽ gọi như thế nào? Chúng ta sẽ ghép glycine với alanine lại với nhau ha. Nhưng mà chú ý cái alanine á, cái glycine á, thì cái IN mình sẽ đổi thành IL. Như vậy để chúng ta sẽ có đáp án phù hợp với là câu C, glycine alanine. Hay ha. Được chưa? Rồi, chúng ta tiếp câu số 4. Số tripeptide mạch thở khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 loại alpha amino acid là gliala và valine. Thì người ta hỏi là có bao nhiêu tripeptide mạch thở mà thủy phân thu được đồng thời 3 cái amino acid này. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cách để làm. Cách đầu tiên là mình sẽ liệt kê ra. Tức là cô sẽ có nè. Mình sẽ liệt kê ra ha, mình có là gliala, valine. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đổi vị trí. Gli rồi valine, ala. Rồi, tương tự cô sẽ có là ala, gli, valine. Rồi. Ala, valine, gli. Rồi. Valine, ala, gli. Hoặc valine, gli, ala. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cách sắp xếp, chưa? Các em chú ý là đối với peptide thì khi mình đổi thứ tự các alpha amino acid thì
thì sẽ tạo ra một cái peptide mới. Vậy thì theo cách thứ nhất liệt kê thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có 6 G-peptide. Còn nếu mà chúng ta tính nhanh á, thì các em có thể dùng cái công thức đó là 3 dây thừa. Nếu mà tính nhanh thì chúng ta có thể dùng công thức. Ở đây người ta hỏi là 3 loại amino acid, tức là 3 phần tử vào 3 vị trí. Mà tính theo thứ tự thì chúng ta tính chỗ này, chúng ta tính theo 3, ta có 3 dây thừa thì chỗ này chúng ta cũng được là 6 G-peptide. Vậy đây, đánh đáp án đó là câu D. Rồi, câu số 5 là một câu phát biểu đúng sai. Câu này thuần về lý thuyết. Đó, chúng ta đọc nè. Các peptide mà phân tử chứa từ 11 đến 50 gốc alpha amino acid thì được gọi là polypeptide. Câu B, các protein đều là chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước. Câu C, trong phân tử peptide mạch thở, phân tử chứa 2 gốc alpha amino acid. Được gọi là dipeptide. Câu D, trong phân tử peptide mạch thở, phân tử chứa 2 liên kết CONH được gọi là dipeptide. Thế là chúng ta thấy câu C và câu D nó hơi mâu thuẫn với nhau đúng không? Rồi, chúng ta xem từng phát biểu. Vậy câu A là một phát biểu sai. Nó sai chỗ nào? Đây, phải là từ 11 đến 50. 11 đến 50 là đúng, nhưng mà ở đây là phải là gốc alpha amino acid. Như vậy câu A là phát biểu sai. Câu B, ở đây người ta nói là đều là chất rắn. Như vậy thì trong cái phần lý thuyết chúng ta học là protein đơn giản có hai dạng là hình sợi và hình cầu. Hình sợi ví dụ như là các tế bào keratin cụm móng hoặc sừng. Hình cầu ví dụ như là lòng trắng trứng. Thì không phải các protein đều là chất rắn ha. Như vậy thì câu B cũng là một câu sai. Câu C và câu D, như vậy hai câu, nếu câu C đúng thì câu D chắc chắn sẽ sai. Như vậy chúng ta coi câu D nè. Trong phân tử peptide mạch thở, phân tử chứa hai liên kết CONH, hai liên kết peptide thì được gọi là dipeptide, đúng hay sai? Ở đây chúng ta thấy nè, nếu là hai liên kết peptide thì theo như lưu ý cô nhắc lúc đầu á, chúng ta làm câu 1 thì nó sẽ có 3 gốc alpha amino acid, mà 3 gốc thì chúng ta sẽ gọi nó là tripeptide. Vậy thì câu D cũng là câu sai. Vậy thì đáp án của mình chính là câu C. Ha. Câu số 6. Tiến hành các thí nghiệm sau với dung dịch X chứa lòng trắng trứng. Vậy thì lòng trắng trứng chính là protein. Vậy thì protein là những polypeptide. Vậy thì sẽ có các tính chất của các polypeptide. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào phần tính chất hóa học để chúng ta chọn là trong các thí nghiệm sau đây thì thí nghiệm nào có xảy ra phản ứng hóa học. Thì trong năm thí nghiệm thì các thí nghiệm sau đây sẽ có xảy ra phản ứng hóa học gồm có nè. Thí nghiệm số 2 đó là phản ứng thủy phân peptide trong môi trường axit. Thí nghiệm số 3, cho dung dịch COSO4 vào dung dịch X, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào. Như vậy ở đây đó chính là phản ứng màu Biore. COSO4 với NaOH sẽ tạo ra được sản phẩm đó là COOH2 lần ha, phản ứng màu Biore. Câu số 4, cho dung dịch NaOH vào dung dịch X đun nóng thì đây là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Thí nghiệm số 1, số 5 thì đây chúng ta trong phần tính chất hóa học thì chúng ta không có đề cập tới là đun sôi ở đây thì sẽ xảy ra hiện tượng đông tụ. Còn thí nghiệm số 5 thì trong phần tính chất hóa học chúng ta không đề cập tới cái chuyện không gặp là không có phản ứng giữa protein với Ag nổ 3 trong NH3.
Như vậy ở đây chúng ta sẽ đếm thấy là có 3 thí nghiệm có xảy ra phản hóa học. Câu số 7. Hợp chất nào sau đây thuộc loại dipeptide? Dipeptide. Vậy chỗ này là hai gốc alpha amino acid liên kết với nhau. Như vậy chúng ta sẽ xem ha, câu nào là hai gốc alpha amino acid liên kết với nhau. Câu A loại đi nè, vì câu A là có ba gốc. Các em thấy là hai liên kết peptide. Câu B là hai gốc. Câu C người ta viết thế này, các em có nhìn ra không nè? Câu C cũng là hai gốc, nhưng mà ở đây á, các em thấy nè, cái NH này nè, nó không phải gắn trên C alpha mà nó gắn trên C beta. Như vậy cái câu C nó không phải là dipeptide ha. Câu D chúng ta thấy nè, một liên kết CO nè, được chưa? Như vậy câu B và câu C chúng ta nhìn lại, câu B chúng ta thấy nè, cũng là hai gốc amino acid nhưng nó không phải là alpha. Chúng ta thấy nè, cái gốc cái amino acid chỗ này nè, C này C alpha nè, C này là C beta, NH2 gắn trên C beta, cho nên câu B không phải là alpha amino acid. Như vậy thì đáp án của mình đó chính là câu D. Câu số 8, tripeptide là hợp chất. Như vậy đây là một cái câu bỏ luận, chúng ta sẽ tìm cái phần còn lại đúng với cái khái niệm tripeptide. Như vậy chúng ta nhớ nè, tripeptide là ba gốc alpha amino acid. Như vậy chúng ta xem đáp án ha. Câu A có ba liên kết peptide mà phân tử có hai gốc beta alpha amino acid. Câu này sai. Có ba liên kết peptide, sai luôn. Câu C có hai liên kết peptide mà phân tử có ba gốc beta amino acid, sai ha, sai chỗ beta nè. Vậy thì đáp án của mình đã còn lại đó chính là câu D, có hai liên kết peptide mà phân tử có ba gốc alpha amino acid. Câu số 9, protein phản ứng với COOH hai lần trong môi trường kiềm tạo ra sản phẩm có màu đặc trưng, đó chính là màu tím, đúng rồi ha. Ở đây đang nói về phản ứng màu puree. Câu số 10. Để nhận biết hai lọ gliala, gliala. Trong hai lọ riêng biệt thì thuốc thử cần dùng là. Như vậy chúng ta thấy nè, gliala là dipeptide. Còn gliala đó là tetrapeptide. Tetrapeptide. Vậy thì thuốc thử để phân biệt hai này, chúng ta sẽ sử dụng phản ứng màu Biore. Phản màu Biore. CO hai lần trong môi trường kiềm. Câu A nha. Câu số 11. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng riêu cua nổi lên là do. Vậy chúng ta thấy là khi nấu canh cua thì chỗ này thành phần sẽ là protein. Mà protein khi gặp nhiệt độ cao nó sẽ xảy ra hiện tượng đông tụ. Vậy thì chúng ta sẽ kiếm cho cô sự đông tụ của protein do nhiệt độ. Vậy thì đáp án của mình đó là câu A. Được chưa nào? Câu số 12. Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu Biore? Vậy phản màu Biore gồm có các peptide protein nhưng mà trừ đi peptide ra. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái gì nè? Chúng ta sẽ loại câu A đi nè. Loại câu C nè. Gliala là peptide nhưng mà là tripeptide phải luôn. Như vậy chỉ còn gì? Albumin, đúng rồi. Albumin hay là lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng thì chính là protein. Chưa? Câu số 13. Từ glycine và alanine có thể tạo ra bao nhiêu dipeptide? Như vậy chúng ta cũng sẽ sử dụng phương pháp liệt kê. Và nhớ là khi chúng ta đổi vị trí các amino acid thì sẽ cho ra một cái dipeptide mới. Như vậy cô có nè, đầu tiên là gly nối ala, ngược lại ala nối gly, được chưa? Sau đó là gly nối trực tiếp với gly,
ALA nối trực tiếp với ALA. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng tối đa là 4 dipeptide. Được chưa? Có 14. Protein là cơ sở tạo nên sự sống, vì hai thành phần chính của tế bào là nhân và nguyên sinh chất đều hình thành từ protein. Protein cũng là hợp chất chính trong thức ăn của con người. Trong phân tử protein, các gốc alpha amino acid gắn với nhau bằng liên kết. À, đến đây mới là cái yêu cầu của đề bài nè. Cái phần trên là người ta cung cấp kiến thức ha. Gắn với nhau bằng liên kết. Peptide, đúng rồi. Câu số 15 là một câu hỏi tìm phát biểu sai. Tripeptide glyalagly có phẩm màu bure với COOH 2 lần trong môi trường kiềm. Đây là phát biểu chính xác. Câu B. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc alpha amino acid, cũng chính xác luôn ha. Tất cả các protein đều có khả năng tham gia phân thủy phân. Được không? Như vậy câu này đúng hay sai? Như vậy trong cái phần tính chất hóa học mình học, các peptide sẽ tham gia phân thủy phân trong môi trường axit, môi trường kiềm hoặc với xúc tác của enzyme, đúng chưa? Như vậy đây là một phát biểu chính xác. Như vậy loại trừ hết thì câu D là câu sai. Như vậy câu D sai ở chỗ nào? Trong phân tử dipeptide mạch hở có hai liên kết peptide. Đây là phát biểu sai và nó sai ở chỗ này nè. Không phải là hai liên kết peptide mà là chỉ có, đúng rồi, một liên kết peptide. Vậy thì 15 câu D là một phát biểu sai ha. Đến câu 16. Khi nói về peptide và protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị alpha amino acid được gọi là liên kết peptide. Được chưa? Như vậy câu này chính xác. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Thì ở đây chứ hồi nãy cô đã nói, nhắc lại với chúng ta, nhắc với chúng ta là protein hình sợi và protein hình cầu. Protein hình cầu thì tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Còn protein hình sợi thì không tan trong nước. Vậy thì đây là phát biểu sai. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy được đáp án của câu 16 đến như là câu B. Vậy chúng ta xem hai câu còn lại C và D, xem có phát biểu này có nội dung gì. Protein có phẩm màu bure với COOH 2 lần, chính xác ha. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản bằng enzyme thu được các alpha amino acid. Ở đây đề cho chúng ta là thủy phân hoàn toàn thu được alpha amino acid là chính xác. Được chưa? Như vậy câu 15 và 16 hỏi về phần kiến thức về tính chất hóa học, về đồng phân cấu tạo ha. Câu số 17 là một câu đếm chất. Câu này ở mức độ ở mức độ thông hiểu. Để các em xem nè. Cho các chất sau đây: cellulose, acid amino acetic. Acid amino acetic nghe tên thì có lẽ một số bạn không nhận ra được nó là cái gì. Vậy giờ chúng ta nhìn lại nè. Acid ở đây acetic là acid 2C. Được chưa? Acid amino, như vậy ở đây nhóm là 2. Vậy thì đây chính là công thức của amino acid có tên thông thường đó là glycine. Ala gly glu, ethyl propionate, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng. Và chúng ta xét nè. Cellulose là polysaccharide, thủy phân trong môi trường acid, không thủy phân trong môi trường kiềm cho nên chúng ta loại. Acid amino acetic là hợp chất amino acid sẽ có đầu acid và đầu base. Vậy thì sẽ tham gia phản ứng với NaOH, như vậy đây có phản ứng. Ala gly glu làm tripeptide. Tripeptide thì sẽ tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm, như vậy ở đây cũng có tham gia phản ứng. Ethyl propionate là hợp chất ester. Ester thì có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm, như vậy chúng ta sẽ đếm được là 3 phản ứng ha. Có 3 chất tham gia tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng. Chúng ta tiến đến câu số 18. Câu số 18 là một câu thí nghiệm. Nhưng mà câu này thì cô thấy một số học sinh làm, tức là chúng ta có thể lấy điểm rất là dễ đối với câu này. Chúng ta sẽ sử dụng phương án loại trừ ha.
Đầu tiên chúng ta nhìn nè. Mẫu thử X cho tác dụng với COOH 2 lần trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu tím. Như vậy ở đây chúng ta thấy màu tím. Thì đây chính là phẩm màu bure. Mà phẩm màu bure thì chỉ có hợp chất gì mới có thôi. Peptide và protein. Peptide protein. Vậy thì chúng ta sẽ lấy được câu A và câu B và loại đi câu CD, tại vì vinyl acetate và triolein không cho phẩm không tham gia phẩm màu bure với không cho phẩm màu bure để tạo ra dung dịch màu tím. Tiếp, mẫu thử Y đun nóng dung dịch, đun nóng với dung dịch NaOH loãng dư để nguội, thêm tiếp vài giọt CuSO4 thì tạo dung dịch màu xanh lam. Vậy thì trong cái thí nghiệm này là ý là sao? Tức là cái đoạn đầu đun nóng dung dịch, đun nóng với dung dịch NaOH thì chỗ này sẽ xảy ra phản thủy phân. Thủy phân. Rồi, khi cho vài giọt dung dịch COSO4 vào thì COSO4 ở đây sẽ tác dụng với NaOH để tạo ra sản phẩm đó là COOH 2 lần. Được chưa? Nhưng mà cái chất Y của mình tác dụng được với CO2 lần tạo ra dung dịch màu xanh lam. Như vậy chứng tỏ Y sẽ có nhiều OH liền kề. Nhiều OH liền kề. Chúng ta lại trừ tiếp. Như vậy thì A và B, triolein đều tham gia phản thủy phân được. Và khi thủy phân đều tạo ra sản phẩm đó là glycerol và acid oleic. À xin lỗi, đó là muối natri oleat. Thì glycerol đều có thể tác dụng với CO2 lần để cho ra dung dịch màu xanh lam, tại vì có 3 OH, 3 nhóm OH liền kề nhau. Được chưa? Như vậy đến đây, đến cái thí nghiệm đối với mẫu thử Y thì chúng ta cũng chưa chọn được đáp án. Chúng ta xem đến mẫu thử Z. Đun nóng Z với dung dịch NaOH loãng, thêm tiếp vài giọt AgNO3, đun nóng thì tạo kết tủa Ag. Như vậy đến đây là phản thủy phân. Như vậy thì chất Z thủy phân để tạo ra sản phẩm, và khi tác dụng với AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa bạc. Như vậy sản phẩm mình có đặc tính là tráng gương. Tráng gương. Như vậy chúng ta xét nè, nếu là hồ tinh bột thì hồ tinh bột chính là tinh bột các em, sẽ không tham gia thủy phân trong môi trường NaOH, cho nên loại. Được chưa? Như vậy chỉ còn lại câu gì? Câu A, chúng ta xét nè. Vinyl acetate, đây công thức của vinyl acetate. CH3COO, CH nó đôi CH2. Như vậy khi thủy phân thì sản phẩm chúng ta ra là gì? CH3COONa. Được chưa? Kèm theo sản phẩm đó là anhydride acetic. Chính cái anh này sẽ tham gia phản tráng gương để tạo ra bạc. Được chưa? Như vậy đáp án của câu 18 đó chính là câu A. Và chúng ta nhìn tới T, Y2 loãng có màu xanh tím thì chắc chắn là hồ tinh bột rồi, được chưa? Như vậy thì khi gặp những cái câu mà có nhiều thí nghiệm thế này thì chúng ta sẽ sử dụng phương án loại trừ để chúng ta tìm đáp án ha. Rồi, câu 19, đun nóng hợp chất. Đây là một cái công thức khá dài. Chúng ta nhìn sơ nè, H2NCH2CONH, à đây một cái liên kết giữa hai alpha amino, xin lỗi, giữa hai amino acid. Đây, CONH. CH CH3CONH. Như vậy chúng ta thấy có hai liên kết CONH. Vậy khi đun nóng trong môi trường acid thì ở đây sẽ xảy ra phản thủy phân. Thủy phân thì liên kết CONH này sẽ bị cắt đứt này. Được chưa? Bị cắt đứt. Như vậy chúng ta thấy nè, sẽ thu được gì đây? H2N CH2 COOH. Rồi, H2N CH CH3 COOH. Phần còn lại thì giống với cái đầu tiên. Như vậy, thủy phân trong môi trường axit thì HCl chỗ này sẽ tiếp tục phản ứng với đầu NH2 để tạo ra sản phẩm đó là gì? CnLH3n, được chưa?
Thế vậy các em lựa đáp án cho cô. Vậy chúng ta thấy đáp án phù hợp của mình chính là câu câu C ha. Rồi, câu 20. Thủy phân hoàn toàn một tetrapeptide X thu được một mol glycine, hai mol alanine và một mol valine. Số đồng phân cấu tạo của peptide X. Vậy thì tetra ở đây chúng ta sẽ có 4 alpha amino acid. Và khi thủy phân tetra này thì phải có cả đồng thời các amino acid này. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta lại sử dụng công thức dư thừa hồi nãy cô hướng dẫn ha. Như vậy cô, chúng ta có 4 phần tử cho 4 vị trí và tính đến thứ tự. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là gì? 4 dư thừa, đúng chưa? Rồi. Số đồng phân peptide cho 4 alpha amino acid, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là 4 dây thừa. Nhưng ở đây các em thấy nè, chúng ta có hai ala, tức là hai góc giống nhau. Hai góc giống nhau, như vậy chúng ta phải ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia chỗ này ha. Như vậy hai góc giống nhau của ala chỗ này, như vậy cô sẽ tính là hai dây thừa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính được tổng cộng là 12 đồng phân ha. Được chưa nào? Câu 21. Glycine axit glutamic. Rồi, một cái muối của axit amino acetic. Glycine và ala, số chất tác dụng với NaOH theo tỷ lệ tương ứng 1 2 là. Vậy chúng ta cùng xem ha. Chúng ta xét từng chất. Axit glutamic là một amino acid có hai nhóm COOH. Axit glutamic chỗ này có hai nhóm COOH và một nhóm NH2. Vậy thì khi tác dụng với NaOH, như vậy chúng ta dễ dàng thấy được chúng ta sẽ cần hai mol NaOH cho một mol amino acid. Được chưa? Như vậy axit glutamic được glycine. Glycine chúng ta có công thức là NH2 CH2 COOH. Vậy thì khi tác dụng với NaOH, ở đây chúng ta thấy là chỉ có một nhóm COH, như vậy chúng ta chỉ cần một mol NaOH cho một mol glycine. Được chưa? Rồi, chúng ta tiếp đến muối cloruro của axit amino acetic CLH3N CH2 COOH. Vậy khi tác dụng với NaOH, ngoài chuyện NaOH tác dụng với nhóm COH thì NaOH còn tác dụng với muối của bên này nữa, được chưa? Như vậy ở đây cô sẽ có được là gì? H2N CH2 COO Na cộng cho NaCl. Vậy thì ở đây chúng ta cũng cần 2 mol NaOH, được chưa? Rồi, glycine ala, đây là một dipeptide. Như vậy khi tác dụng với NaOH thì dipeptide này sẽ bị thủy phân, được chưa? Sẽ bị thủy phân trong môi trường kiềm. Và khi thủy phân trong môi trường kiềm thì ở đây chúng ta thấy nè, sau khi tạo thành glycine thì chúng ta thấy nhóm COH sẽ tiếp tục tác dụng với NaOH để ở đây sản phẩm của mình sẽ cho ra được là ONA. ONA. Tương tự alanin cũng vậy. Và ở đây chúng ta có hai nước. Vậy thì ở đây chúng ta cũng cần 2 mol NaOH. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có những chất nào tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1 2. Đó là một là axit glutamic, muối cloruro của axit amino acetic và dipeptide glyala, và chúng ta sẽ có tổng cộng là ba chất. Chưa? Như vậy, trên đây là những câu hỏi lý thuyết trọng tâm về phần peptide và protein. Các em cùng theo dõi video. Phần bài tập cô sẽ gửi phía sau thì các em có thể sử dụng phần bài tập đó để tự làm lại và dò với đáp án trên video. Mến chào các em và chúc các em học tốt.